không có bị hụt hẫng như là Hào đã bị. Hello cả nhà, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello Hào. Ở tập này Hào sẽ kể tiếp với các bạn về American Dream, chuyện chưa kể về cái hành trình mà Hào đã bắt đầu tìm việc, cái việc công việc đầu tiên như thế nào, rồi đi học ra sao, và khi đó thì Hào đã có thể phải đối diện với những cái khó khăn nào, cũng như là những cái điều mà Hào đã vượt qua để mà chia sẻ với tất cả các bạn hôm nay. Cũng một cái điều là Hào rất là cảm ơn, là Hào nghĩ là khi mà Hào làm những cái này á, chắc sẽ không có ai coi đâu, tại vì kể chuyện thôi mà, với lại đây cũng là những cái ký ức hoặc là những cái kỷ niệm đẹp trong cuộc đời của mình, nhưng mà lại có các bạn comment và nói với Hào là chia sẻ thêm về học tập cũng như đi làm trong những bước đầu, về những cái câu chuyện mà Hào đã kể trước, thì cảm thấy rất là vui, tại vì đây cũng là một cái nguồn động lực để cho Hào làm thêm những cái video này. Nói thật với các bạn là những cái tuần vừa rồi á, là bị tuột mood rất là nhiều, tại vì như các bạn có xem những cái video trước thì Hào có nói là Hào cảm thấy rất là gần như là mình bị nói thường phải nói là try to stay positive, là cố gắng giữ cái bản thân của mình một hướng tích cực nhất, nhưng mà thật sự là nói là một chuyện nhưng mà làm là một chuyện khác. Thế nên là các bạn để ý thì những cái tuần trước thì Hào không có ra video nhiều như là hồi đó Hào làm, tại vì là không có hứng, mà nếu mà Hào là không có hứng thì sẽ không có làm được. Nhưng mà may mắn là có một bạn là comment trong cái American Dream chuyên kể, là Hào cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Nhờ bạn mà Hào có thêm nguồn động lực để ngồi đây và kể lại câu chuyện của mình, bởi vì Hào biết là không chỉ bạn mà có rất là nhiều người bạn của Hào cũng xem và cũng nghe Hào kể chuyện. Cái thời gian mà mới qua Mỹ đó là lúc đó là không có quen biết ai, chỉ có biết gia đình của cô là ở với cô và bà nội thôi. Thì khi đó đó là Hào có đi lên những chùa ở bên này, là tại vì Hào đạo Phật thì Hào đi đi chùa để làm công quả, thì gặp được những cái người làm công quả giống mình, thế là được giới thiệu đi làm ở một cái tiệm phở rất là nổi tiếng ở Seattle này, có tới mười mấy cái chi nhánh lận. Thì lúc đó là các bạn biết là cái công việc đầu tiên là rất là hồ hởi, rất là phấn khởi đi làm. Mà các bạn biết cái nhà Hào hồi đó thì ở trên phía Bắc, là up north. Nhưng mà cái tiệm phở đó thì từ nhà Hào mà đi làm á, là đến phải đi bus, là đi một tiếng đồng hồ, mà đi hai cái bus. Thì từ nhà đi làm một tiếng đồng hồ, rồi đi, mà khi đi về đó là từ lúc mà đi về là đi hai tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Tại vì cái bus mà ngay chỗ mà thả Hào xuống, ngay chỗ freeway để mà bắt một cái bus khác á, thì cái giờ đó là 5 giờ chiều, là cái giờ cao điểm, là nó skip cái chuyến đó. Thế là Hào phải bắt một cái bus từ cái chỗ làm đi tới downtown, xong rồi từ downtown bắt ngược đi về tới nhà là 2 tiếng đồng hồ. Mà cái này cũng tùy nha, nếu như mà bạn nào mà qua đây rồi mà có gia đình, có thể mà lo cho được một cái xe đi tập lái xe, đi thi bằng lái này nọ đó, thì các bạn có thể di chuyển bằng cái xe đó. Nhưng mà nếu như mà bạn nào mà mới qua mà không có điều kiện, hoặc là bạn có thể đi bus được, thì Hào nghĩ là bạn nên đi bus, tại vì đây là một cái trải nghiệm rất là thú vị mà hình như là bạn sẽ không bao giờ mà quên được. Còn một cái điều đặc biệt thứ hai đó là lúc mới qua là Hào không có điện thoại iPhone, Hào không có smartphone, Hào chỉ có cái GoPhone á, các bạn, là cái điện thoại bật nắp ở bên này nó bán có mười mấy đồng thôi. Thì cô Hào chỉ cho Hào cách lên mạng tìm cái đường đi trong một cái trang web đó. Thì các bạn biết Hào làm gì không? Hào lấy hai cái tờ giấy A4. Cái tờ giấy thứ nhất á, Hào sẽ vẽ cái khúc đường đó là cái bus Hào bắt chỗ nào, rồi mấy giờ, Hào ghi xuống hết. Rồi Hào vẽ nguyên một cái map như vậy cho mình. Rồi Hào sẽ vẽ mấy cái mũi tên, chạy từ đến đây là gặp cái đường này, là cái bus nó xong mạng cái góc này, là cái map thứ nhất. Cái map thứ hai đó là cái map lúc mà đi về, là Hào sẽ vẽ từ cái lúc mà từ cái chỗ mà đi làm, đúng không, đi đến downtown, rồi đến downtown là đi xuống cái khúc đường này,
bớt thả sẽ thả xuống đây à, số bao nhiêu à, khúc đường như thế này, rồi sau đó là từ chỗ này đi chạy chỉ mũi tên cho mình đi để thích cái góc này, rồi sau là bắt cái bus mấy giờ đi về tới nhà. Là lúc đó là chỉ có cái GoPhone thôi, mà nếu mà đi lạc á, thì có thể gọi cô để mà cô đến rước đi về. Nhưng mà hên là lúc đó mới qua mà cũng không có ngu khờ lắm nên là bắt bus được như vậy và chưa bao giờ đi lạc. Còn nếu mà thi bằng lái đó, thì các bạn thi bằng viết trước rồi sau đó đó là thi lái thật. Thì thôi mà thi bằng viết thì họ phải thi tới 2 lần lận. Tại vì nó sẽ có 25 câu hỏi bạn sẽ học trong một cái cuốn sách mà thực sự là bạn không có học thuộc lòng được. Các bạn nhớ là các bạn chỉ cần phải đọc lướt qua thôi, đọc hết nguyên một cuốn sách luôn. Rồi cứ nhớ những cái ý chính là highlight là được rồi, tại vì một cuốn sách nó dày như thế này. Nhưng mà hên đó là lúc đó mà họ đi thi đó là không phải là hên mà là họ nghĩ là nếu mà các bạn thi rớt lần đầu á thì 25 câu đó nó sẽ hỏi, rồi bạn về bạn lật mấy cái khúc nào mà bạn nhớ là nó hỏi thế nào đó, rồi tới lúc mà vòng 2 á bạn xem là bạn đánh lại thì bạn sẽ trúng thôi. Tại vì thực sự á là học khi mà họ thi là họ thi tiếng Việt, tại vì họ không có rành tiếng Anh hồi lúc đó, mà tiếng Việt á nó dịch mắc cười lắm, hầu như là có những cái chỗ rất là vô lý mà mình cũng chẳng hiểu luôn, là chỉ phải đánh đại thôi. Rồi là đóng hình như là 25 đồng tiền, 25 hay bao nhiêu á không nhớ, nhưng mà thi bằng lái bằng viết xong thì bạn sẽ đi được bằng lái. Rồi thi bằng lái mắc cười nữa là thi 2 lần mới đậu mà lúc này quên. Nếu như các bạn có gia đình người thân nào mà có thời gian để mà tập cho bạn lái xe đó thì tốt. Nhưng mà cái người mà để mà có thể tập cho bạn lái xe đó là phải lái xe 5 năm sau đó rồi mới đủ điều kiện để tập cho bạn. Thì không á thì các bạn phải đi tìm những cái chỗ trung tâm mà dạy lái xe. Thì hình như là bây giờ là 700 đô để mà dạy tới lúc mà có bằng luôn. Thì cái đó tùy các bạn thôi, nếu như bạn có được người nhà giúp đỡ thì điều rất là tốt. Bây giờ mình sẽ trở lại cái công việc đi làm. Nhưng mà nếu các bạn mà để ý là họ đang nói cái này mà họ nhảy qua cái ý kia là tại vì họ muốn dẫn các bạn đi đến từng cái ý mà nó liên kết với nhau. Tại vì họ muốn là những bạn sau này và họ biết là cái thời gian đầu tiên nó qua Mỹ khó khăn đến thế nào, và họ muốn các bạn có thể lấy đây là một cái tham khảo để mà có thể tiếp sức cho mình vững vàng hơn. Thì cái lúc mà đi làm tiệm phở này đó là Hào chỉ mới có đang đi học ESL thôi, là 6 tháng. Thì khi đó thì thật sự với các bạn là Hào đi học, Hào đi làm tiệm phở được 1 tháng. Rồi sau đó Hào không chịu nổi cái cách mà người ta đối xử với mình nên là Hào nghỉ. Mà lúc đó là còn trẻ, lúc đó Hào mới có 22 tuổi thôi. Mà các bạn biết không, thì qua Mỹ mà rất là khó tìm một công việc mà ai cho mình việc làm, rất là tuổi trẻ bồng bột nên cứ bực lên là nghỉ. Một cái điều mà các bạn nên biết là khi mà qua Mỹ đó, thời gian đầu là cái sức chịu đựng của bạn phải rất là cao. Các bạn nhớ là phải tập được sức chịu đựng, tại vì ở Mỹ sẽ có rất là nhiều chi tiêu, rất là nhiều bills, rất là nhiều thứ mà bạn phải trả tiền, là chưa nói đến là bảo hiểm, là cái điều mà sau này họ sẽ nói về cái việc chuyện bảo hiểm. Nhưng mà nếu bạn là một con người khỏe mạnh, bạn không có bệnh tật gì nhiều, hay là bạn rất là cẩn thận này nọ, thì bạn thời gian đầu thì bạn chưa cần bảo hiểm đâu. Nhưng mà bạn cần tiền. Có nhiều gia đình thì đem tiền qua Việt Nam qua xài được, nhưng mà xài đến bao lâu thì sẽ hết, hoặc sẽ có nhiều người là sẽ có người thân mà này giúp đỡ. Nhưng mà giúp đỡ được bao lâu, và mình cũng nhớ là hồi bữa họ nói là qua đây là phải tự thân vận động. Nên là các bạn nhớ một điều là đừng như Hào là một tháng đầu tiên bị người ta nặng nhẹ rồi nghỉ. Các bạn nhớ là phải chịu đựng. Mình làm, mình có tiền, mình để dành, sau đó rồi mình biết nhiều hơn đi đã, rồi lúc đó mình sẽ bắt đầu mình nghỉ, hoặc là mình đi kiếm việc khác mình làm. Tại vì lúc mà Hào nghỉ việc làm á, là Hào không có biết làm gì hết á, chỉ thấy bực là nghỉ thôi. Rồi sau khi mà nghỉ thì nằm ở nhà khoảng 2 tháng thì được người ta giới thiệu đi làm một nhà hàng Việt Nam nữa. Thì cái gia đình này rất là thương Hào, tại vì Hào làm rất là chăm, nên là được người ta rất là thương và chăm sóc rất là kỹ. Rồi lý do mà Hào nghỉ cái nhà nó, Hào sẽ kể các bạn
tập tiếp theo nhé. Bây giờ thì khi thời gian đó thì Hào đang đi học ESL xong rồi Hào bắt đầu lấy những cái lớp college và Hào cũng có financial aid mà lúc đó là hên là ở với gia đình nên là không có phải trả tiền rent nhiều. Nên thời gian đầu nữa bạn nào mà ở được với người thân á, thì các bạn nên ở với người thân để mà có thể tiết kiệm cái khoản đó. Khoan dọn ra riêng đã, tại vì thứ nhất là tiếng Anh mình chưa có rành, thứ hai là đường đi nước bước, và thứ ba là công việc mình chưa ổn định và chuyện học tập nữa. Nếu mà các bạn đi học á, các bạn có quen biết bạn bè thì nhớ là cũng hang out này nọ, làm bạn với người ta để mà có thể đi đây đi đó, để có thể những cái thời gian rảnh mà bạn có thể giải tỏa trong học hành hay là làm việc nhiều quá thì có một điều rất là nên, nhưng mà đừng có nên là Hào hồi đó là không có tụ tập hay là ăn chơi sa đọa này nọ, thì Hào sẽ đi vào những cái phần đó sau này cho các bạn biết. Nhưng mà ngày xưa là Hào chỉ có đi học đi làm rồi đi ăn uống với bạn bè thôi, tại vì thật sự lúc mới qua Mỹ cũng không có biết gì nhiều, nên là cũng hên là không biết gì nhiều mà có thể để dành tiền rồi có thể trang trải này nọ mọi thứ. Còn kiếm công việc gì á, thì Hào nghĩ là thời gian đầu á, các bạn nếu mà có quen biết người nhà là người Việt hay là sống gần với lại cộng đồng người Việt thì đó là cái dễ nhất và đơn giản nhất mà mình có thể tìm được việc. Còn nếu như mà bạn có thể tìm một công việc với lại người nước ngoài, hay dụ như làm ở McDonald's hay làm ở Starbucks, nếu bạn có kỹ năng tiếng Anh tốt như vậy á, thì bạn nên làm, tại vì tiếng Anh mà khi mà giao tiếp nhiều và làm những cái ngành nghề về dịch vụ á, nó sẽ giúp đỡ cho các bạn rất là nhiều trong cái kỹ năng tiếng Anh. Và Hào nghĩ đó là cái điều mà làm sao mà tiếng Anh của Hào có thể tiếp thu và nhanh như vậy là cũng do là Hào làm ngành dịch vụ như thế này. Còn cũng tùy bạn thôi, bạn thích cái gì nữa chứ không phải là bạn phải làm những gì mà Hào làm. Nếu như mà bạn nào mà có xin được financial aid thì bạn chỉ cần lấy 3 lớp thôi rồi bạn cũng có thể đi làm full time được. Thực sự là người Mỹ họ hay nói là làm full time là full time. Có rất là nhiều người họ nỗ lực rất là nhiều, và người Việt mình hoặc là những cái người mà định cư bên này thì ai cũng phải nỗ lực như vậy hết. Nên mà nếu mà để giữ được cái financial aid của mình là bạn phải pass hết những cái lớp, đúng không? Thì mới có được financial aid cho năm tiếp theo. Nếu như bạn bị rớt một môn nào đó thì bạn sẽ phải bị trả tiền ngược lại cái mùa đó. Nên là các bạn, họ khuyên các bạn là các bạn không cần phải học thật giỏi đâu, các bạn chỉ học vừa đủ, hơn trên trung bình để mà kiếm được những cái kiến thức cũng như là để có thể qua được lớp khác, để lấy tiếp được lớp khác. Ví dụ như là có 3 lớp đi thì cái lớp nào bạn thích nhất thì bạn đổ dồn sức vào học, còn cái lớp nào mà dễ bạn học tà tà thôi là được rồi. Rồi còn đi làm thì bạn cứ nhớ là bạn đi làm weekend là cái hồi đó họ đi làm weekend đi. Nếu như các bạn đi làm nhà hàng như nào thì weekend là cái thời điểm mà để kiếm được rất là nhiều tiền. Nên là thường á là họ đi học rồi họ đi làm thôi, chứ họ cũng không có nghĩ đến là mình sẽ có 1-2 ngày nghỉ. Hồi đó là khi mới qua Mỹ là họ không có ngày nghỉ đâu, là một tuần 7 ngày là đi làm, đi học hết 7 ngày. Nói lộn, đi học hết 5 ngày và đi làm là 7 ngày luôn, không có nghỉ. Nhưng mà không phải là làm từ sáng đến tối, thì đi học sáng và là tối làm. Rồi còn cái thời gian mà để mà học bài của Hào đó là Hào đi dậy buổi sớm các bạn. Hồi đó là trường mở cửa là 6 giờ sáng thì 5 giờ Hào đã dậy rồi. Rồi tắm rửa, get ready này nọ, chuẩn bị chạy xe lên trường là Hào đến trường là 6 giờ rưỡi. Thì cái lớp đầu tiên của Hào là 8 giờ. Thì 6 giờ đến 8 giờ đấy Hào có nguyên một cái thời gian để Hào học bài. Rồi học xong rồi là đi về tắm rửa thay đồ này nọ rồi đi làm. Thì là cuộc sống của người mới định cư sẽ là như vậy. Và mình phải là như vậy nếu như mà mình muốn sau này có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Giống như là cô Hào nói đó là bây giờ muốn sướng trước hay là khổ trước, bây giờ khổ trước đi rồi sau này sẽ sướng. Thì thật sự là đến cái thời điểm bây giờ đó, khi mà có thể tạo dựng được công ăn sự nghiệp và có một cái apartment riêng cho mình có thể afford to để mà sống cái cuộc sống ở bên này, thì đúng là những gì mà cô Hào nói thì rất là đúng. Và đó là cái thời gian đầu tiên mà Hào đi qua bên này, Hào
tìm công việc cũng như là đi làm như thế nào, rồi lấy lớp ra sao, financial aid. Tập tiếp theo đó thì Hào sẽ kể tiếp cho các bạn là cái công việc tiếp theo và Hào đã tìm được cái việc mà Hào đã làm hiện tại, Hào đã làm trước khi bị employment nó ra sao nha. Rồi có những cái lợi ích gì mà khi bạn đi làm đóng thuế cho nhà nước ở bên này, như là tại sao bạn nên đóng thuế đều và tại sao bạn nên không nên trốn thuế, cũng như là tại sao bạn nên học tiếng Anh thật giỏi. Thì tập tiếp theo sẽ kể cho các bạn nghe những điều đó. Nếu các bạn yêu thích cái video này á, cũng như là những cái điều Hào kể, thì các bạn đừng quên là để lại những comment cho Hào. Đó là cái nguồn động lực rất là lớn để mà Hào có thể làm tiếp những video mà kể chuyện cho các bạn nghe. Các bạn muốn biết cái gì, bạn muốn hỏi cái gì, nhớ là để lại comments nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào American Dreams, chuyện chưa kể. Bye.